Dạ vâng, ô tô cũ giá rẻ nhá. Đó, con xe này cái động cơ có 1.6 thôi. Đó, số tự động. Với cái tầm tiền cực kỳ tốt cho các bác nhá. Em chào bác nhá, tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhé, bác em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là một con xe bản đủ nhá. Đó. Thì dòng xe này có mấy phiên bản luôn. Ở đây là con xe bản đủ full kịch luôn. Nó sẽ khác với cái bản thiếu một vài cái chi tiết, thì em sẽ quay cho bác xem nhá. Nó sẽ khác một vài chi tiết ở trong xe. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Kia Forte, sản xuất năm 2008, số tự động, bản SLI các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Một mẫu xe cực kỳ lành xe và tiết kiệm nhiên liệu nhá. Ở form dáng đẹp. Sau đây em mời bác em xem phần nội thất nhá. Đây ạ, em sẽ mở hết cánh cửa ra nhá, cho được sáng đúng không ạ? Để quay chi tiết cho bác xem. Cái dòng này thì là rất là lành luôn nhá. Đó. Đầu tiên đây ạ, hai ghế trước là có sấy ghế này các này. Sấy ghế đây ạ. Sấy ghế đây các này. Đó, sấy ghế luôn. Tiếp tục đây là điều hòa auto nhé, điều hòa tự động luôn. Đó, số tự động này các này. Đó, cửa sổ lốc này. Đó, trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS có nhá, đầy đủ luôn. Và đây là nội thất zin nguyên bản của xe. Xe đẹp căng luôn. Và bên em chào bán mức giá là chỉ có 255 triệu thôi. Cực kỳ tốt cho bác nhá. Đó, phiên bản đủ đây các nhá. Đó, phiên bản full kịch đây ạ, nhập khẩu nguyên chiếc đây. Đó, số tự động. Đây là nội thất zin nguyên bản này các bác này. Nội thất còn đẹp luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím này các bác này. Đó, vô lăng còn đẹp nhá, đẹp căng luôn đấy ạ. Đề lỗ laptop nhá các bác nhá, đề lỗ thông minh luôn. Gương kính chỉnh điện đây, gương gập điện đây, kính auto này. Đó, trang bị khá nhiều chức năng an toàn luôn. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác nhá, là xe không đông đụng, không ngập nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Bên em thì luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ nhá. Ở những cái mẫu xe nhập vào, xe phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào. Nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe nhá. Ôi, cái số lượng xe bên em mấy hôm nay về rất là nhiều này, ông xem này. Rất là nhiều luôn, để hết cả ngoài này luôn. Khá là nhiều luôn ạ. Cực kỳ nhiều xe luôn. Sau đây em mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Đây các bác xem sấy ghế này. Đó, sấy ghế này, ngồi rất là ấm luôn. Đây điều hòa đây ạ. À em xin lỗi, cửa sổ lốc đây. Hoạt động rất là mượt này. Máy con này các bác nghe mới thích cơ. Nó lổ êm ru luôn. Lổ thút thiết luôn ạ. Ngồi trong xe hầu như là không nghe tiếng máy lổ luôn ạ. Đây máy đang lổ đây nhá. Các bác nghe tiếng máy này, êm không? Quá êm luôn. Êm ru luôn ạ. Con này máy thì miễn chê thôi. Dạ vâng, đó tổng thành xe Kia Forte nhé. Một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.